Ra cả nhà ơi, mực nè đó, mình hấp là nó sẽ không có bị chóc da luôn. Đi đâu mà tìm mực như thế này rất là khó nha, chỉ có ở Thái nhà biển thôi. Cái này phải có mấy chảo to như thế này chị ha. Ừ, chảo này bình. Em thấy rồi, rất đẹp chị ạ. À? Đẹp không? Em thấy khí khí rồi đó. Đẹp chưa cả nhà? Wow. Nhưng ba màu trắng muối ha. Mà mình ăn được luôn, quá tuyệt vời. Rồi. Có thích lắm chị, làm gì cũng chị Dung ha. Chú hôm nay chú cũng mua cá mua nữa là khoảng 100 gram một người ha. Dạ. Rồi. Bây giờ mình em cho cái bào ngư, cái ngon nhất, em cho vô giữa đi. Ngư vô giữa. Rồi, miếng muối, nằm hai bên. Hi, chào cả nhà đã đến với kênh YouTube của Thái Nha Viễn. Và hôm nay thì Thái đón một chị khách, cũng như là chị bạn đến thăm cửa hàng Thái Nha Viễn. Và cũng sắp đến Trung Thu rồi, nên Thái cũng rủ chị là chị ơi, hôm nay rảnh xuống nhà em ăn sáng và sẽ vào làm bánh Trung Thu với nhà. Và hôm nay thì Thái sẽ chọn nguyên liệu đó chính là vi cá. Đây cả nhà, đây là vi cá. Vi cá này thì là Thái sẽ làm bánh Trung Thu vi cá với bào ngư vàng. Đây là những chiếc vi cá. Vi cá này mình có thể nấu súp nè, hoặc là nấu canh nè, hoặc là mình có thể là nấu súp bào ngư vi cá thì rất là bổ dưỡng, và đặc biệt là sẽ hỗ trợ về rất là nhiều về xương khớp này, phù hợp cho những cô chú lớn tuổi nữa. Để Thái lấy bào ngư, đây là hải sâm, nhưng mà hải sâm này thì rẻ tiền đó nha. Hải sâm này là hải sâm két, rẻ tiền. Đây là tôm nè. Ây da, chết rồi. Đây bạn Lì, bạn chưa có xếp tủ tôm ra ngoài. Đây là tôm sú cả nhà. Tôm sú biển. Một hộp là 550 ngày 1 kg, là từ 10 đến 20 con. Nhưng mà Thái đang khuyến mãi là chỉ có 450 ngày thôi, cả nhà tranh thủ nha. Này chả mực nè. Hôm nay thì đợi chị xuống thì chắc cũng làm hai tô mì mực ăn cả nhà ơi. Thì Thái sẽ lấy hải sâm bào ngư vàng. Ô, đây là cá thu nè. Cá thu thì Thái mới làm được có khoảng 10 kg nha cả nhà. Cá thu một nắng rất là ngon, hàng tuyệt vời nha. Đây, một bịch như vậy là 1 kg nha cả nhà, 2 đến 3 lát 1 kg. Bên này là cá sặc cho chị ánh cua, tôm khô của chị ăn cua luôn. Cả nhà thấy chiếc áo em Thái mặc đẹp không? Thì Thái có một người anh làm xuất nhập khẩu về quần áo, nên là anh thấy Thái làm YouTube á, anh cũng làm cho Thái vài chục cái rồi mặc cái khi nào hết, và anh tự thiết kế luôn rồi cả nhà. Đấy, mang biển khơi á anh đúng không? Ừ. Mang biển khơi đến người tiêu dùng hả? Đến mọi người. Đến mọi nhà. Mọi nhà. À, anh thích ảnh ngọc sai, mình cũng ngọc sai luôn. Nhưng mà ảnh anh trai mình sẽ xuất khẩu quần áo này. Nói chung là có rất là nhiều đối tác lớn luôn. Đây TNB. Ừ. Cảm ơn anh rất nhiều nhé. Người anh của mình chơi cũng được gần mình. Đây bào ngư vàng cả nhà. Giờ thì Thái sẽ rã đông và sẽ làm chín. Một bịch như vậy là 250 gram, và hiện tại đang có giá là 325.000 một bịch nha cả nhà. Cả nhà dùng bào ngư mà không vỏ thì cứ alo Thái nhé, là bào ngư vàng rất ngon. Bên này là vi cá này, giờ Thái cũng sẽ tước ra lấy sợi nha. Giờ Thái sẽ hấp cách thủy. Con bào ngư đẹp quá cả nhà. Vi này là Thái lựa là vi già này, vi lớn, nhiều cước, nhiều sợi cước ấy. Nó sẽ tước ra. Để mà biết được nhiều cước là cả nhà nhìn vô cái sợi vi này nha. Đấy.
Đây cũng là lần đầu tiên mà Thái làm bánh bào ngư vi cá. Cũng là lần đầu tiên làm bánh bào ngư luôn cả nhà. Bởi vì chị An Phú á, chị mà là may áo dài á, chị ở gần nhà mình á, cái thấy chị làm bánh cho nên là mình với chị cũng sẽ làm luôn. Tại vì cũng sắp tới Trung Thu rồi cả nhà. Giờ này trên phố Long Điền với quận 5 chắc em nghĩ là đẹp lắm. Này, những cái sợi cước đó này. Cả nhà, khi mà mình xé những cái sợi cước ra nhìn nó giống như cái sợi mì, sợi miếng đó liền ha. Đi trang luôn nè cả nhà ơi. Thì em xé nửa cái vi thôi. Thì xé nó cũng rất là lâu luôn. Xé nửa cái vi thôi. Như đây là mình sẽ làm bánh Trung Thu được nhiều cái rồi. Bên này Thái đã hấp xong bào ngư vàng này. Đấy. Rồi mình sẽ để nguội, mình sẽ mang qua chị hàng xốp. Ok. Rồi bắt đầu mình sẽ hấp mực cho cả nhà. Bên này thì nhà Thái thì có đặc sản là mực thôi. Đây, mực nhảy. Mực nhảy thì bây giờ là Thái đã có hàng nhiều rồi. Giờ là rất là nhiều cô chú anh chị ủng hộ Thái cho nên là Thái đã cho ra nhiều sản phẩm cũng như là có sẵn kho tại Sài Gòn. Đây là mực nhảy vị nửa ký, tập 6 đến 8 con một ký, có giá là 380 một ký thôi, rất rẻ luôn. Này, cả nhà thấy không, con mắt này long lanh này. Đây, nháy cỡ nào là em cấp đông lúc đó luôn, không qua sơ chế, không làm gì hết, rất là ngon nha cả nhà. Mình cứ giả đông khoảng 5 phút rồi mình lấy ra mình hấp cách thủy giúp em Thái nha. Thì những hải sản mà mua bên chỗ em Thái là đều tặng nước chấm hết cả nhà. Đây. Hấp mực của bên Thái hấp là không sẽ không bị chóc da hết. Hàng rất là ngon. Đây cả nhà ơi, mực nè. Đó, mình hấp là nó sẽ không có bị chóc da luôn. Đi đâu mà tìm mực như thế này rất là khó nha, chỉ có ở Thái nhà biển thôi. Và này Thái cách thủy ít vi cá để hai chị em mình dùng luôn. Thì chị hôm nay thì Thái sẽ không ăn nguyên con nữa mà Thái sẽ cắt ra nha cả nhà. Nên mực rất là ngon luôn. Thái sẽ cắt ra bỏ vô tô. Đây. Đây, Thái sẽ kéo bỏ cái xương ra. Nay ăn sáng thì chị Như cứ ghé tới Thái chơi nên là giờ hai chị em sẽ cắt mực ra ăn, ăn mì mực và vi cá. Cả nhà, giờ chị Như cũng đã đến rồi, rồi Thái cũng làm hai tô mì này, giờ xương xương thôi. Mình ăn sáng nhẹ nhẹ, tí nữa mình sẽ gặp team anh hùng có những trận đấu Thái và chị Như tham gia. Thì hôm nay thì em có tô mì mực, mực quê em, với lại có còn dư hai cái vi cá nhỏ em bỏ vào luôn. Ăn vi cá chưa? Là vi cá hả? Dạ đúng rồi, chưa, chị chưa ăn vi cá. Dạ hôm nay chị thử nha. Vi cá thì ăn vô thì nó không có mùi vị gì hết, nó giống như còn miếng vậy đó. Để chị thử. Nhưng mà đều có cái là nó bổ gì ạ. Dạ. Dạ. Mời cả nhà nha, hôm nay buổi sáng hai chị em ăn sương sương. Trời thương chị ghê. Trưa nay hai chị em mới ăn thiệt. Ăn 10 ký cơm. 10 ký cơm cà ri. Cả nhà xem biết đó qua kênh của anh Phun Ni Hùng xem. Dạ. Hồi nãy chị xuống đây tới 2 tiếng đồng hồ gì vậy, vòng vòng rồi, thương quá. Mời chị, mời cả nhà nha. Mời cả nhà. Chị đi ngay chỗ cầu Bình Lợi á. Cái nó chỉ chạy, chị chạy xuống cầu. Cái nó chỉ chạy qua quốc lộ 13. Xong rồi. Cái nó ủa sao mới thấy 7 phút giờ chạy qua đây thành 13 phút. Ừ. Ở nhà. Mật nha, mời cả nhà nha. Qua nhà em thì không có gì ngoài mật, mời chị nha. Cái này nước chấm này bên mình bán luôn hả? Dạ, nước chấm này tặng chị ạ, em không có bán. Nước chấm này mua hải sản em tặng. Vi cá ăn giòn giòn không? Chưa, chị chưa ăn vi cá. Em đang nhai vi cá rồi. Rất ngon. Cái nước chấm này chấm hải sản ngon ghê. Nước chấm là bé anh Linh có bán.
nhưng mà bên nhà em thì bao làm. Cái nhà ăn vi cá mực tươi ngon. Dạ mực cùng da luôn chị. Để hồi một cái gì vi cá, cá ăn bổ xương, xương khớp. Nãy chị lúc mà chị nhìn nó lúc đầu á, chị tưởng là cái trứng của con mực. Dạ. Chứ đâu có biết vi cá đâu, em nói mới biết á. Nay qua hai chị em mình đi tập làm bánh trung thu của nhà chị hàng xóm á, chị có mở cái khóa học đó. Ngon lắm. Gá nó dùng gọn không? Sực á. Sực. Thơm lắm, có mùi sao không có mùi. Thơm á. Từ trên Tân Phú mà xuống đây á, là tầm khoảng một tiếng. Mà nãy bạn nhầm, nãy chị Như á, định nói bạn. Nãy chị Như là Google dắt đi vòng. Đi có 2 tiếng á. Chị đang chạy nó, ủa sao mới thấy còn 7 phút nữa tới. Chạy ngồi cái, ủa thành 13 phút. 13 phút cái chạy qua bên kia cái thấy còn 8 phút mới tới. Thấy chị qua thằng Bằng Cường lúc mà em gọi chị hỏi thôi chị tới đâu á. Cái là thấy còn để 8 phút cái chạy. Tự nhiên tay hay gì chị thẳng lên, chị chạy thẳng không có, nó chỉ chạy xuống xa Bằng Cường. Wow. Xong rồi phải vòng ngược lại. Thôi là em điện không là chị đi xuống Kha Bằng Cường là lên lại xa lắm chị. Xa lắm á. Thấy sao hợp không? Mì ngon. Tôm thì là chị em mình trải qua thời sinh viên thì ăn quá nhiều rồi ha. Mì tôm hôm nay mình mì mực. Mực này nhà Thái nó bán là bao nhiêu một ký? 380. Mực tươi lắm nha. Ông xã em đang đóng hàng cho các bác sĩ. Đi chợ mình ăn. Được chứ. Shipper tới lấy hàng. Shipper tới lấy hàng anh ạ. Buổi sáng mà làm một tô là đầy năng lượng. Thường hai vợ chồng em á là cứ cuối tuần là sẽ ở nhà ăn mì tôm với mực hoặc bào ngư vi cá rồi dắt con đi siêu thị hoặc là đi chơi. Còn mà ngày thường á là hay ra quán bún bò cái ăn. Bún bò ngon lắm. Hôm nào chị Như xuống em các chị Như ăn bún bò. Mấy món mà mình ở nhà mà nghe không? Ăn mì tôm á đừng nghĩ là tội nghiệp nha. Đừng nghĩ đó nha. Hỏi Thái là em ăn mì tôm với cái gì? Hôm bữa hai chồng em quay clip ăn mì tôm với 20 hay là 10 con tôm ở xuống biển. Phải hỏi là ăn mì tôm với cái gì? Còn ngư gì cá, tôm mực. Là chỗ nhà Thái, chị thấy đóng phim ngoài hả? Dạ, khu này là khu điện ảnh. Mà em xưng như là mừng chúng mà vẫn chưa cho. Chú hai chị em mình qua xin một vài bưng nước cũng được. Em nghĩ là mình đừng có xin mà mình vô mình quay luôn. Xin đợi việc lâu lắm chị. Thì cái đầu mực này đó nha. Đầu mực cái phần này, cái cổ mực ăn là ngon nhất, ngọt. Rồi. Rất là ngon. Mì tôm ngon. Cảm ơn anh thích. Người chồng lý tưởng không? Sao sáng mà. Sáng còn hả? Sợ quay tối như ngày hôm qua clip bánh canh. Đen kịch liệt luôn á. Mà anh Hùng là đen nhất. Cười gia quyến hầm găng. Clip đến nay em đăng chưa? Mai mới đăng à? Dạ mai đăng. Mấy nay view bị tụt cả nhà nên em cũng đang đi chinh chiến. Đi qua học làm bánh trung thu. Và Thái sẽ chia sẻ đến cả nhà về cách làm bánh trung thu. Và cũng gần đến này còn bao nhiêu ngày nữa chị Như? Bữa nay hình như là chắc còn có 10 ngày. 10 ngày nữa.
bên này chị. Bên này chị An á, chị may áo dài đẹp lắm, áo dài của người Huế. Cũng sát bên nhà mình, nắng một xíu nhưng mà vô điện thoại đẹp. Hôm nay chị em đi làm nữ công gia chánh. Đây là vi cá và bồng lưng. Đó giờ chị chưa nghe nha. Chưa nghe bánh trong mua vi cá bồng lưng. Hôm nay là chị em mình làm. Đây nhà của chị An nè. Đẹp hả chị ha? Hello chị. Hello. Tao đã ôm thắm thiết rồi. Thằng xóm thân yêu. Thì... Đây. Wow. Đây nha. Rồi. Wow. Wow. Đó, chuẩn bị nguyên liệu làm bánh trung thu nhân thập cẩm đó. Mới là cái góc đó, chỗ này nè là chị để chỗ để em bỏ bào ngư với vi cá của em. Wow. Nè. Ui, đẹp quá. Đẹp không? Tuyệt vời chị ạ. Hôm nay mình làm bánh trung thu nhân thập cẩm vi cá bào ngư. Dạ. Trứng muối. Dạ. Ở đây cái bánh mà tròn vị luôn. Ở đây phải nói là tự nhiên qua cái mình nổi da gà chị thấy nó dữ gà. Tại vì đây là lần đầu tiên mà thấy Vĩ thấy thì là rất là đầy đủ cả nhà. Tại vì ở nhà mình nấu ăn thì là chỉ là những cái món đơn giản thôi, mà đặc biệt là ngày hôm nay thì qua chị có thấy ở trên Zalo chị có làm bánh trung thu nên là thấy chị ngỏ lời là chị An ơi, chị có ở nhà không để em với chị qua để giới thiệu đến khán giả và cũng như là một cái video hướng dẫn đến khán giả mình sắp đến trung thu mình có ở nhà mình tự làm được không chị hả? Em xin phép nha. Thì cũng có mấy cái khóa dạy làm bánh trung thu tại nhà cho các bạn á, là tới nhà mình dạy hay là mình dạy online tới nhà dạy cái này dạy online nó cũng nói chung được, nhưng mà để mà làm cho nó đúng chất lượng luôn á thì khó tới nhà thì bây giờ mình nói sơ qua cái nguyên liệu ha. Dạ chị. Thì bây giờ em coi này ha. Từng món đi để giới thiệu với là cả nhà từng món nguyên liệu sơ sơ đi. Cái này là mứt bi đao thì chia cắt nhỏ. Nói chung là mình muốn ăn sao thì mình làm vậy. Dạ. Ví dụ thêm hải sâm cũng được vậy ha. Nói gì nữa. Rồi cái này là mè chị rang luôn, rang vàng thôi. Cái này là hột vịt muối, lòng đỏ vịt muối ha. Thì trứng muối thì mình mua trứng muối về. Mình rửa sơ qua nước rượu. Dạ. Rồi sau đó là nướng lên. Nướng lên cho nó chín khoảng 70%. Wow. Bởi vì mình bỏ vô nhân á, mình phải sơ chế cho nó kỹ tí. Cái này là hạt điều. Hạt điều là chị cũng rang từ cái hạt điều trắng luôn á của bạn chị mua á. Xong rồi là chị đập dập ra. Thì chị là chị thích vừa dập mà vừa nát mà này. Thì cái nát này em biết sao, lúc mà mình trộn nhân á thì cái nó có cái nhân nó rất là bùi. Đúng rồi, nó bùi. Rồi chị này lấy có cái món gì đặc biệt đó chị? Đây dành cho Thái. Đây là bào ngư và vi cá của Thái nhà biển nha cả nhà. Thì sản phẩm này thì nhà Thái luôn luôn có, nếu như cả nhà có nhu cầu thì cứ alo Thái với số line là 0934 986674. Và tiếp theo chúng ta sẽ qua có nguyên liệu là mình nói sơ chế cái này chút xíu. Cái này thì bào ngư thì hôm qua thì chị An có điện em và dặn là ở Thái bào ngư em làm sạch và em sơ chế kỹ, sau đó em sẽ hấp cách thủy ít nhất khoảng 2 tiếng. Và thứ hai nữa là vi cá phải xé sợi. Nên là sáng em ngủ dậy sớm em cũng tranh thủ làm. Thì nói sơ cái bào ngư tí. Dạ. Bình thường mình ăn á thì mình chân cất thủy khoảng 1 tiếng được rồi. Dạ. Tiếng đến tiếng rưỡi là được rồi. Nhưng mà do mình bỏ vào bánh trung thu thì mình phải làm cho cái bào ngư này nó mềm hơn.
Dạ. Bởi vì cái thời gian mà bánh bào ngư này nó ở trong nhân bánh trung thu á là nó sẽ hút cái nước đường, phải biết không? Thì cái bào ngư nó sẽ cứng lại. Cho nên là mình làm mình chân cất thủy là cả nhà mình á, lúc nào mà làm bào ngư mình chân cất thủy khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Dạ. Ha. Thì lúc mình ăn á là nó hút nước đường xong rồi á là nó cái độ dai của nó đó, nó dai nó mềm mà nó không có bị cứng. Dạ. Với cá thì quá hấp dẫn rồi. Rồi cái này là hạt dư hạt bí này cả nhà. Hạt bí này mình cũng rang. Đúng rồi. Mình rang lên cho nó thơm. Đặc sản Huế. Cái này là mứt sen. Mứt sen thì mình cắt làm tư, mình cái này rất là hay. Mứt sen này là em chỉ cần cắt làm hai, cắt ngang làm hai là nó sẽ làm tư. Wow. Thì đúng rồi, cái hộp nó chỉ làm hai mà. Dạ. Đó thì cái này là Tết á là chị cũng phân phối cái mứt sen Huế này rất là nhiều, chị cũng xuất đi nước ngoài luôn á. Cái này mà Tết hoặc là trung thu rồi chỉ cần vài hạt sen như thế này uống thêm cốc trà đúng thì cái bánh trung thu tình cảm nữa. Rồi cái này là hạt dưa. Hạt dưa các loại hạt mình đều phải rang lên nhé. Dạ. Mình rang vàng thôi, đừng có rang chín. Dạ. Rồi đây nè, cái này là cái mỡ đường này. Wow. Mỡ đường này á, là hồi xưa em nhớ không, bánh trung thu tụi mình ăn nó chỉ có cục mỡ với là một ít bột sệt sệt gì đó làm nhân thôi. Dạ, đúng ha. Thì hôm nay á, là mình làm mỡ đường nhưng mà chị á, thì chị thích cắt nhỏ. Dạ. Chị cắt hạt lựu, nghĩa là chị luộc cái luộc hoặc hấp mỡ lên xong rồi chị cắt hạt lựu xong rồi chị ướp đường. Thì cái đường này mình ướp phải nửa ngày. Thì tính ra là đúng rồi, cái mỡ đường này là qua là chị đã chuẩn bị. Đúng rồi, chị phải làm, nói chung là tất cả mình nấu ăn là lúc nào mình phải có kế hoạch đó. Dạ. Rồi chị cái này chị làm từ ngày hôm qua. Ừ. Rồi, cái lá chanh này em biết của ai không? Của chú Hòa. Thầy xước. Chú Hòa. Đó, cái lá chanh mình cắt nhỏ ha, cắt sợi. Rồi lạp xưởng cũng vậy. Lạp xưởng là mình cắt hạt lựu. Dạ. Em thích nhất là lạp xưởng á. À, nó thơm nhưng mà cái gì cũng phải chị thích cắt nhỏ thôi. Dạ. Lúc đó mình ăn nó cứ hòa quyện á, nó ngon. Đặc biệt là cái này là gì? À, còn đây á, là cái nước mà nước sốt để mình làm nhân bánh trung thu á, bánh thập cẩm. Thì cái nước sốt này nguyên liệu chính là có một ít dầu mè nè, đường nè, nước, rượu mai quế lộ với là ngũ vị hương ha. Nhưng mà cái cách chế biến như thế nào thì chắc là sau đó mình nói mình lồng vô video hoặc là mình cho vô comment đó ha, bởi vì nó hơi dài với là mình làm phải khéo nữa. Với nước sốt đặc biệt này thì Thái hy vọng là sau cái trung thu năm nay nếu như video này được khán giả triệu view thì năm sau thì Thái sẽ dạy trước một ngày với chị luôn, và Thái sẽ quay toàn bộ là video đó sẽ dài trong vòng 3 đến 4 tiếng sẽ có cách làm. Nhưng mà để nói thì cả nhà nếu như ở Sài Gòn thì có thể là tới tận nơi để mình học và mình trao đổi thêm kiến thức với nhau, hoặc là mà nhắn tin cho chị cũng được, nhắn tin chị hướng dẫn chia sẻ ý kiến đúng rồi chị chia sẻ luôn. Cái này là chị muốn lan tỏa những cái sản phẩm mà mình có thể làm được, mình ăn để cho nó vệ sinh, muốn bảo vệ cái sức khỏe cho mọi người đó. Kể cả cái nước sốt nhân thập cẩm và cái nước đường để mà trộn bột. Rồi thì nguyên liệu mà làm nhân là như vậy, còn cái bột thì đang nói cái nước đường trộn bột thì bởi vì cái bột này á, là mình làm xong mình cho bột nghỉ để nó nở ra khoảng 15 đến nửa tiếng, cho nên là chị phải nhào trước, không thể em qua là nó lâu á. Cái thời gian mình làm nó mình chờ á, nó hơi lâu. Thì trong này á, thành phần trong này là nước đường, thì chị nói á, cái nước đường này là mình phải có thời gian, nó là cũng là tỷ lệ đường nước 1:1, rồi sau đó mình có thêm một vài cái nguyên liệu nữa. Dạ. Thì ví dụ như các bạn cần thì cứ là nhắn tin thôi. Nhắn tin một số nào chị? Messenger nè. Không, em có một cái fanpage của chị, không áo dài á. Áo dài xưa tôn nữ hoặc là bếp O An Tôn. Bếp O An Tôn là bếp mọi người biết không, chữ O bên đầu đó là người gốc O là cô đó. Thì hoặc Zalo là 0903887261. Thái sẽ ghi bên dưới nha nhà. Mấy cái này do chị đã sơ chế hết rồi. Dạ. Cho nên là bây giờ chị chỉ bỏ cái trước. Không cho dầu gì hả? À không có dầu, em lập xưởng rồi là nó ra mỡ rồi. Dạ. Chị cho lập xưởng trước để cho nó
Rồi, mình đảo cho nó bóng cái hạt lạp xưởng nhé. Nhớ là cái lạp xưởng này mình không có đảo cho chín, bởi vì chín là lạp xưởng nó sẽ cứng nha các bạn. Rồi sau đó mình cho cái mỡ vào. Mỡ này mình cho vào lúc nào mà mỡ nó trong á, nó nóng mà nó đủ đồ nóng để nó trong á, thì mình cho nước sốt vào ha. Rồi bây giờ bạn Thái cắt làm hai cái bầu ngư, em cắt bởi vì tìa chút xíu nữa mình còn cho em muốn bầu ngư riêng, vi cá riêng hay là em làm chung bầu ngư vi cá với là trứng muối luôn? Dạ chung đi chị ạ. Đẹp quá. Đó, cắt làm hai, một cái làm nửa cái bầu ngư. Một cái bầu ngư này là bao nhiêu tiền Thái ha? Dạ như là một cái là tầm khoảng 70.000. 70.000. Thì ta để một nửa luôn, nửa cái bầu ngư. Hôm nào mình có rồi, những cái khuôn to mình để nguyên con luôn. Sau khi mà mở đường nó trong rồi nè ha, thì mình cho các loại hạt vào. Mình cho hết các loại hạt vào bởi vì mấy cái hạt này là đã sơ chế rồi. Mình cho vào để mình cùng đều ha. Hạt sen, mè, em đây là bị ngược đúng không? Rồi, hạt bí. Cái này phải có cái chảo to như thế này vậy ha. Chảo này bình thường chị làm có 30 cái, hôm nay làm 55 cái đây, cho nên là mình trộn phải hơi nó một tí từ từ nha. Để trộn xong mình bỏ tiếp ra. Thái trộn với Thái để chị bỏ. Dạ. Không trộn bỏ dưới. Đúng không chị? Rồi, sau đó mình cho hạt dưa vào ha. Dạ. Cái khúc nhân này ngon hay không là do Thái này hả nha. Bởi vì mình không biết trộn là nó khét cháy á. Khét một cái là khét một về luôn. Nè. Em trộn ở dưới đây. Dạ, dưới đây. Cái này là chị nấu bằng chảo chống chín á. Nhưng mà dạ, mình cũng phải trộn bởi vì nó là nó có là nãy có đường á. Dạ. Cho nên nó dễ cháy. Nhìn cái chảo thôi là đã thấy ngon rồi đó. Thơm quá à. Rồi chị cho cái nước sốt vào. Dạ luôn. Đây, đây là linh hồn rồi. Ừ, đúng rồi. Nó có mùi đặc trưng của cái bánh trung thu nhân thập cẩm. Đây là linh hồn của cái bánh á. Wow, nghe không? Còn mình không trộn là nó cháy đó nha. Khán giả thấy là bị có nghe không ạ? À? Em mà nghe sột sột đây này. Trời ơi, hơi thơm chảo. Đúng rồi. Này nó dễ sạch nha, nó sạch. Thì máy xét xuống dưới cái thái để nó dính lên dưới nó cháy á. Cái này em làm cho nó săn lại thành lực điền luôn á. Cái này là mình làm một chút cho nước nó sệt lại luôn hả chị? Đúng rồi, em cái cồn đều. Thái đang bị áp lực nha cả nhà. Tại vì lần đầu tiên mà Thái đang đứng trộn với 5 đến 60 bánh. Này, ngon hay không là khúc của này của Thái này. Nó ngon thì cho bầu ngư nhiều nhiều cũng ngon. Chị cứ chọc em sang năm em lại mang thêm hải sâm ba nữa. Đã quá, thơm quá cả nhà. Chị kiếm một cái để mà cứ trộn liên tục đúng không chị? Em cứ trộn đi để lúc để cho nó thấm này. Rồi nó thấm nó cái nước nó khô á, chị còn bỏ thêm hai nguyên liệu nữa. Dạ. Thật ra là rất là mình làm cái này á, thời gian rất là nhiều. Hai tay, em làm hai tay nó dễ lắm. Làm hai tay sao ta? Ai nói gì á? Thấy dễ hơn không? Dạ thấy dễ hơn. Em không dùng lực nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Để mình có lực tí nữa mình đi ăn chiến 10 cái cơm cà ri với giải thưởng là 20 triệu đồng. 27 triệu luôn em. 27 triệu. Em ăn đó hả? Em với chị Như với lại thêm hai người chị nữa. Không, có ba chị em mình. Ba chị em hả? Người ăn 3,5 kg. Sao chị An tí nữa có đi với em không? Cái này mình để bên này nè, tí mình lắng. Dạ. Chị An tí nữa đi thi cuộc đấu với em không? Đi thi hả? Dạ. Thì ăn bao nhiêu ký qua rồi? 10 kg. Chị mới ăn luôn nha, ăn 10 kg. Thắng giải 27 triệu. Ba người chia nhau chứ nghĩ sao mà cho chị ăn 10 kg. Chị ăn thôi. Bỏ lá chanh vô ha. Dạ. Bỏ
hết lớp chanh, chị làm gì cũng cho nhung nữa. Chú mà hôm nay chú cũng thoải mái hết. Chú nói là con cứ hái thoải mái đi, con hái hết nửa cây luôn. Thơm quá. Ủa chị, bánh trung thu mà mình cũng có bỏ lá chanh vô nó hả chị? Bỏ lá chanh thật cộng, nó bỏ lá chanh vô ăn, nó dậy mùi thơm lắm rồi. Sau đó là mình cho bột nếp nha. Bột nếp. Bột này bột nếp mà mình rắc từ từ thôi, mình rắc cho nó đều. Bởi vì bột á, như tắt nấu ăn mà em bột mà em bỏ vô mà nó không đều á thì nó sẽ dính cục lại với nhau, bột nó sẽ dính cục với nhau. Dạ. Em cứ trộn. Bây giờ bỏ bột vào để nó sẽ gọi là cho nó dẻo. Đúng rồi, cho nó sệt cái nhân á. Bột này bột nếp. Tính ra là qua đây là em mới biết ra là mình phải có bỏ lá chanh vô luôn. Đúng rồi. Em bỏ lá chanh, nhiều người người ta thích bỏ cái biết luôn tắc á, em bỏ mất tắc á. Nhưng mà bởi vì chị thì chị ăn á, cái nguyên tắc ăn uống của chị là chị muốn là nó có cái vị rõ ràng. Ví dụ như em mà lá chanh chị ăn rồi. Lá chanh chị không bỏ cái gì. Nó có cái mùi mà như nó nồng như cái mùi mà mình bỏ nữa. Nó bị mất mùi em à, nó cái mùi nào là giống như chị đúng nấu rồi. Ăn là cái mùi nào nó phải đúng quy cái rõ ràng cái mùi đó mà nó không có bị bán mất cái mùi. Mà hiện tại là em thấy đang chuẩn bị là đang còn mạnh hơn bởi vì nó sẽ giúp lại 6 muối rồi vô trộn á. Chị ở nhà em lên cơ rồi đó, cũng không có trộn nổi đâu. Dạ. Nói chung là em thấy hôm nay thì cũng có một anh rất là 6 muối, cả nhà hãy vào fanpage của Thái Nhà Biển để phát hiện anh 6 muối nha. Rồi xong. Em máy sát dưới Thái sợ nó cháy không? Đây anh 6 muối đã vô. Đây. Đó, anh bây giờ mình làm bánh dẻo trước nha. Thì tỷ lệ bánh dẻo bởi vì chị làm cái khuôn này là khuôn 130, một cái bánh 130 gram. Cho nên là vỏ bánh dẻo thì mình phải làm nhiều hơn nhân. Dạ. Thì chị đang lấy 80 vỏ và nhân là 50. Nhân 50, đúng rồi. Vậy là 130. Đúng rồi là 130. Quá thông minh đúng không? Cho 10 điểm. Chị, 10 điểm thì em là ấy cái vỏ nó không mà em nghe mùi thơm rồi đó. Đúng rồi. Em biết tại sao không? Mình làm cái vỏ bánh nhiều nhưng mà ăn nó không ngán. Em tưởng là người cái vỏ nó rất là ngon. Vỏ rất ngon. Em tưởng là người ta sẽ dùng vani nhưng ở đây mình dùng bưởi. Đúng rồi, là tinh dầu bưởi. Tinh dầu hoa bưởi hay nhồi nhồi vậy. Bên này là một bạn tinh hoa bưởi. À, tinh hoa bưởi. Một bạn sẽ làm nhân, một bạn sẽ con bỏ cái dĩa nhân lên đây luôn. Bỏ dĩa nhân lên đây. Cái này là mình phải nhờ cô giáo chuyển thôi. À, đấy, em cứ tắt từ từ nhé. Cái bột áo này lúc nào nó dính thì mình mới dùng. Còn không thôi mình đừng dùng. Bởi vì em dùng xong lúc em đóng khuôn á, là cái bột áo nó dính trên cái hoa tiết á. Thì nó sẽ không có nhìn thấy hoa tiết, nó không được đẹp. Đây, gọi đây ha. Em đầu tiên nha. Gì? Rồi, thì em gom lên. Gom cái bánh lên rồi em vuốt lên. Đó, cứ vuốt bột lên thì bột nó sẽ đều. Em cứ vuốt bột lên, vuốt tròn lên. Còn nhân mình cứ vo tròn ha. Nhân này là nhân đầu xanh với là hạt dưa. Có rang qua rồi cho nên nó ngon. Đó, em cứ gom lên. Gói lên, em cứ vén lên vậy á thì cái vỏ á nó sẽ đều, nó trải đều á. Nó không có bị chỗ dày chỗ mỏng nè. Giờ nó cô chút xíu vậy. Đúng rồi, em cứ vén từ từ lên. Thật ra cái gì chứ về làm bánh là mình phải mình làm từ từ thôi, mình phải khéo đó, phải có cái sự khéo léo. Hôm nay như la cà qua tới nhà chị làm bánh luôn. Dư ở phần mấy? Em ở Bình Chánh chị. Rồi té em lên đây em đi 2 tiếng đồng hồ. Đây bị lạc đường với lạc đường với bạn hả? Ngày qua là em hẹn chị như là qua như chị hay la cà mà cũng bị lạc đường hả? Rồi xong rồi đúng không? Em phải bóp mía lại cho nó đều nha. Đó ha. Rồi chưa đâu, bây giờ mình cho một tí bột áo này, một tí thôi nha. Cái nào cần mình cảm thấy nó dính thì mình mới cho bột áo tí. Mình vo tròn cái bánh lại. Đó. Chỉ này mà mình làm không đều là khi mà mình ép là nó bị bể phải không chị? Đúng rồi, nó xì nhân ra. Nếu mà chị cân tỷ lệ vỏ với là nhân nó cũng tương đối ổn cho nên không đến nỗi đâu. Đó nha. Vậy em cho bột áo vô để em vô khuôn. Không có cho nhiều nha. Bột áo là cho đều cái bánh thôi. Bắt đầu mình vo, bắt đầu mình đúng cho rồi, bột áo. Đúng rồi, em cho như chị vậy nè. Em lấy ngay cái chỗ mỏng này ha. Chứ đừng có lấy bột áo nhiều. Để sao nó đều cả cái bánh này nè. Nó dính khuôn á. Lúc mà mình vô khuôn á, nó không có dính trong khuôn. Rồi, nó tròn như vậy là ổn.
được chưa? Tròn như một viên ngọc. Bên trong như thế nào thì đợi tới lúc hoàn thành nha cả nhà. Bây giờ mình làm mà mình làm nhân này đi ha. Dạ. Em làm này cái nhớ tới ngày xưa mà lấy xi măng á, làm lỡ thành một cái băng chổi. À, ở quê mình làm cát, đi ra biển múc cát. Làm thành một cái trái băng đó. Nước xét á. Vui quá. Làm vậy nè. Bột này là mình nãy chị nói cho ta, cho một nếp chín với là nước. À rồi ha, cái video ở trong cái gói á. Cái gói là chị đang bán là trên dưới 100.000 nên là khoa bưởi. Dạ, nên khoa bưởi nó có mùi thơm. Nếu là muốn biết thông tin chi tiết thì liên hệ chị, có số điện thoại bên dưới. Dạ. Cái này 0388722. Cái này dễ làm thì chị. Mua về mấy đứa nhỏ làm. Này mấy đứa nhỏ làm chắc khoái lắm luôn. Bây giờ mình nãy là nhân đậu xanh với là hạt dưa đúng không? Bây giờ là nhân lá dứa, hạt bí, nó cùng tung màu xanh. Này là nãy là vàng. Được chưa chưa? À, với em mình dính hả? Dạ, cái nhân bên trong ruột thì em không có cho bột áo nha, không cần nha. Đó dạ. Ha. Mình cho nhiều quá là nó bị khô không chị? Đúng rồi, nó không có, có ví dụ như lúc em cắt cái bánh ra mà em nhân á, nó dính vô trong vỏ bánh á thì nó mới ngon. Còn em cho bột áo vô xong là nó nhân nó rớt ra khỏi vỏ bánh. Nó bị rời. Nó rời á, nó không ngon. Ví dụ như ở đây chị này chị cho mình nó dính nè. Đậu xanh, lá dứa, màu phong thủy của Thái Nhà Điển. Bỏ vào đây. Gọi là ngọc bích á. Đúng vì ngọc bích em à? Dạ. Thì em không có được kéo tay đâu. Chị nhìn là chị thấy em hơi bị dính á. Bây giờ em cứ mạnh dạn em lấy bột vào này. Đó, rồi em vuốt. Em vuốt cái này, phía dưới, đúng rồi. Dạ. Em lấy bột, em vuốt phía dưới. Lúc nào mà mình vo xong á, mình vo cái bánh xong mình thấy có mấy cái chỗ đen đen là chứng tỏ cái vỏ đó nó bị mỏng, em hiểu không? Thì em kéo bột qua, giống như chỗ này đen này, em kéo tí bột qua. Có nghĩa là mình thấy cái màu xanh bên trong đó đúng không chị? Ừ, đúng rồi. Đó, mình vo. Cái này mà chị mà làm, ngồi làm mình á. Nhanh luôn. Vào một hai đứa chị làm nha. Chị nói em mới để ý, cái em quay xung quanh em thấy em đen nhiều chỗ. Ủa phải, cái bánh của chị đen hay là cái gì chị đen nhiều chỗ? Đấy là cái bánh. Cái bánh của chị nên là phải ngắt. Phải ngắt chỗ này để đắp chỗ. Bây giờ có mấy cái viên này là dễ thương lắm nè. Viên này là chị làm nhân ba màu. Bởi vì thường mình ăn mà không phải là nhân thập cẩm á. Thì nó ngán. Đậu xanh không nó ngán. Bây giờ chị phối nha. Cái này ba màu chị chưa giới thiệu với mọi người. Đúng rồi, chị phối ba màu là nhân cà phê, trà đen. Đậu xanh. Đậu xanh nhưng mà nước dừa. Dạ. Đậu xanh sữa dừa. Còn cái này là lá dứa. Ha. Dạ. Thì bây giờ con kia nhỏ lại đi, cắt làm hai đi. Lấy cái da con cắt ngang làm hai rồi nè. Mình làm cái nhân 50 thôi. Ha. Làm thêm hai nhân này nữa. Rồi bây giờ nhớ khoan, trước khi bỏ vô ép nè, em thấy không? Đây nha. Dạ, bị dính. Em chưa áo bột. Em thấy không? Em chưa áo bột. Em phải áo bột. Ở bàn này sai, bàn này sợ, rồi bàn này á. sợ cái đó phạt. Nè, áo bột nha, áo bột phải bỏ vô. Bởi vì em bỏ vô đây dính thì chắc chắn em đóng khuôn nó phải bị dính. Wow. Mà cái bánh nó dính là nó phèo, nó hư liền. Ha. Đó phải có những học trò làm sai, những người giáo dạy. Phải có cô giáo. Ok, đó học trò đó cũng rất ngon. Tương đối. Rồi bây giờ mình làm một cái nhân vịt muối đi ha. Dạ. Nhân trứng muối đi. Bánh dẻo là làm nhân trứng muối được đấy chị hả? Bàn này sao mà, cái chỗ bàn này sao mà nhìn nó... Tí nữa chắc đi đứng vào ướp mặt vô tường rồi cả nhà. Được, bởi vì trứng muối là chị xử lý rồi. Chị xử lý kỹ lắm, người ta cũng không xử lý kỹ như vậy đâu. Chị thấy là nhiều người người ta cứ là... em biết không? Mua về xong cái nghe nói là đã xử lý rồi, cái để vô vậy nướng thôi. Còn gì là chị có rửa qua cái nước và hươu này. Xong rồi là chị ướp nướng rồi. Còn một tí là bột đường. Dạ. Mới nướng. Chị nướng 180 độ 8 phút. Là lòng đỏ nó chín rồi.
với là kêu là à nó sẽ còn tăng nữa anh chị, tại vì mình có chắc chắn là nó còn tăng. Dạ. Mà nó có vị ngọt nữa, nó không có mặn mà nó có vị ngọt. Chị thử mặn luôn á, con không cho nữa cái vịt muối này không chứ đây á à. Đâu không có cho vịt muối luôn, ăn luôn cho nhân muốn nhân xanh hay nhân vàng, nhân muối xanh vàng cũng được. Và em mới được học được lời cô học trò chị, đó chính là chị ơi chị nhớ bớt bớt nhào nhào nhiều nha, chứ đừng có để bột nó dính cục, tại vì nếu mà bột dính cục là bị sai gì này. Thật ra nó cũng bột này là mấy đứa nó nhồi cũng tương đối ok rồi đó, tương đối đạt rồi, cho nên là em chỉ cần chỉ cần nhồi cho nó đúng rồi này. Em đưa thêm giãn nó ra xong rồi em bỏ thêm vô là chị rất nguyện mà từ lời cô giáo chứ này là em sẽ không dính nữa. Nếu mà chị không rút kinh nghiệm nữa thì chị ra đứng với em hai chị em cô giáo cho gặp mặt cái tường rồi. Nhớ các bạn phải nhớ là áo bột nha, riêng cái bánh dẻo này mình phải áo bột, mà áo là phải áo bột đều. Em thấy rồi, rất đẹp chị ạ. Đẹp không? Em thấy khí khí rồi đó. Đẹp chưa cả nhà? Wow. Nhân ba màu trắng muối ha. Mà mình ăn được luôn, quá tuyệt vời. Rồi. Lần đầu tiên em mới thấy đi, em tưởng là còn đi hấp hoặc còn đi nướng là gì đó. Nói em đó là nghĩa là bánh này, cho nên là các bạn mẫu giáo á, cô á cho các bạn mẫu giáo mà làm cái bánh này thích lắm, làm bánh này là phù hợp. Dạ. Rồi, hai em thưởng thức trước. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị. Là nguyên liệu là điều chị hai chị mà chứ hai em hai em chờ nhé, hai nãy giờ là người hay em cắn ăn dụng vậy, em cắn luôn, em muốn ăn dụng nãy giờ. Mời cả nhà nha, mời cả nhà, em không nỡ ăn luôn á, nó quá đẹp, quá đẹp, ngon thơm quá, ăn dụng nãy giờ muốn ăn dụng mà em thấy cái bánh không, cái mùi của bánh ăn nó rất là quen thuộc nhờ cái hương bưởi. Cái này mình thấy một ly nước trà nữa ngon. Ngon chị. Đúng rồi. Biết không? Em không đỡ ăn. Cái này á, ai mà không thích ăn ngọt á, ăn nó vừa, ăn nó không đúng bị ngọt gắt lắm không? Tại lúc mà chị đổ đường là chị trừ lại 20% đường ấy. Cái này là vừa ăn ngon. 10% nhưng mà thật ra nếu mà bỏ 10% nó vô nhưng nó cũng vừa, nó ngọt quá. Ngon quá. Trứng muối chín đúng không? Dẻo. Cái nhân thì nó nhân ba vị thì nó dễ ăn hơn. Tức như là các cô chú anh chị là các bạn mà mua cái này về mình tự gia đình mình làm đúng cái ngày Trung Thu luôn cho anh Thái, đúng cái ngày 14 âm lịch tháng 8, sau đó một ly nước trà, bắt đầu là mình vừa ăn bánh vừa làm vừa ăn, thì cái này mà mình mua về mình làm thì em nghĩ là tầm khoảng 15 phút là mình làm xong rồi. Hoặc là lúc mà mình gặp bạn mà tụ tập các nhà ăn Trung Thu á, cái nhân thập cẩm này mình làm trước đúng không, rồi sau đó mình làm bánh dẻo, mình tắt ba mình ăn tại chỗ luôn.
Chị nghĩ là khoảng nửa tiếng, 45 phút hoặc một chút cái này á. Là nó mua một bịch gì cho con trai em nhả làm. Quá dễ. Em có mua hai đôi bịch cho Lì với lại nhà em. Mẹ em rất là nó dẻo. Chứ nữa làm xong thì Thái sẽ sản phẩm sẽ đưa về cho mẹ là để mẹ thử. Thôi quá à, tuyệt vời. Là lớn, ai biết cắt bánh, bánh cắt những hai đầu bằng nhau, những từ từ xuống, những từ từ xuống, đúng rồi, những mạnh xuống, những đó, lúc mà được giữa nửa rồi thì em những mạnh, dạ. Ok, ok chưa? Đúng cứ cái tí cho nó ra. Em cũng vừa cái khúc này hợp nè. Đưa cái lên coi. 1, 2, 3 Wow. Để em sẽ có cách thắng gì nha. Rồi bây giờ mình cắt làm tư đi, mình mời các bạn luôn đi. Nếu mà em nghĩ cắt làm tư là đẹp thì chị nhớ. Đúng rồi, cắt làm tư mời các bạn. Bởi vì mình không có canh được cái trứng muối nằm chỗ nào ấy, cũng khó. Cái này là do cái này ứng này nhân. Đúng rồi, ứng mạnh xuống. Ứng một bên xuống rồi thì bên kia phải ứng mạnh để cho nó. Em cứ một cách, cứ đó đúng rồi, để cho nó ra chút khoát. Rồi ok, cái miếng này đẹp rồi. Dạ, tại cái miếng này nhiều trứng. Cái này em, rồi. Wow. Em biết lý do tại sao mà nhân mất rồi không? Do em có thấy là cái bánh em nó cao hơn bánh bạn bằng Thái không? Đúng không? Tại do em ứng chưa chặt.
Còn cái này bây giờ Thái này, Thái sao em còn hợp quá, nếu cái mà nhân, cái bánh của Thái, cái nhân của Thái nó sẽ chặt. Thì nếu mà cái nhân em không chặt nữa coi như là tiêu thì tiêu luôn. À, đó, tiêu hay cắt nè. Dạ, để em cắt thử nha. Rồi. Em hồi nào với chị Như cô bố em chị Như thôi. Cố lên, cố lên. Ấn cái mũi xuống trước. Mạnh, nhấn xuống, nói chung cắt bánh là dễ. Có chặt không? Chặt hơn đúng không? Hay, hay nha. Quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp luôn. Kiểm tra trước đó. Đó. Mình phải gọi là mình phải hé hé chứ. Nó làm một cái bánh dẻo nhưng thập cẩm nó dễ mà đúng không? Mà mình thưởng thức liền luôn, không cần nướng. Ngon quá. Nhưng mà đặc biệt là cảm ơn anh Sáu Muối đã có một bình trà cho chị em hôm nay. À, cái này dành cho Caramel. Dạ. Cameraman. Cho anh mê phim. Cameraman. Em Thái. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, em mời cô Giao. Thôi, mấy chị mình vô. Yeah, vô anh ơi. Chia nè, chia cái này. Vô nè. Vô. Hai, ba, vô. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Nhưng vừa ăn đó chị, còn đặc biệt là mấy chị mình có điểm chung là không thích ngọt á, ăn vừa phải đó. Ngon quá. Ừ, những cái trà hôm nay đó rồi, tuyệt vời. Em ăn cái bánh này vô không có gì để nói, tại nó quá ngon. Ấy kìa, nó quá good, good, good. Quá ăn nó không có bị ngán. Tại vì em nói thiệt là bánh trung thu từ xưa giờ là em không thích ăn với mắm cảnh, tại vì ăn nó bị ngán. Mà ăn cái này nó không có bị ngán nè. Tại vì cái nó hạt nhiều á, cô giáo cho hạt nhiều là ăn mè nhiều nó thơm, ăn nó không có bị ngán. Bánh trung thu này ăn đủ chất nè. Đúng rồi hả? Mình để được lâu không cô? Chị. À, cái bánh dẻo á thì mình làm xong. Thực ra là tại sao mà chị muốn mọi người, chị mời mọi người bánh dẻo chứ chị không có mời mọi người bánh nướng. Bởi vì bánh dẻo á là mình làm xong mình ăn liền đúng không? Rồi sau đó là mình để tủ lạnh. Mình để tủ lạnh thì ăn nó ngon hơn. Nghĩa là bây giờ là bụng nó dẻo ha. Còn em để tủ lạnh á là em ăn dẻo mình nó có cái đồ lạnh á, ăn nó mát liền, nó ngon hơn. Thì mình để thường em thấy không? Bây giờ mình làm mình đâu có chất bảo quản hay là điều vị rồi gì ha. Cho nên chị khuyến cáo là ăn trong vòng 10 ngày thôi. Mình để tủ lạnh nhiệt độ ổn ăn trong vòng 10 ngày. Ăn mát mát. Rồi thứ hai nữa là cái bột nó xì á, cứng lại một xíu nữa. Ăn nó dai cái bánh này đúng. Lạ gì phải không? Cắn xuống miếng lá chanh. Thơm gì đâu. Rồi xin mời uống trà. Dạ. Bánh là phải có trà đúng không? Dạ đúng rồi. À, uống thì bây giờ mình ngồi, ba chị em mình ngồi. Bằng Thái nói là thôi tí nữa mình làm xong mình ra bàn mình ngồi mình uống trà. Nhưng mà chỉ là chỉ thích vậy thôi, mình cứ thưởng thức nè. Thưởng thức thì mình ăn, mình uống, mình thưởng thức không? Có trà mình cứ vô đi ạ. Em uống vô. Vô. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Quá đẹp. Wow. Chắc làm cỡ 15 cái nữa là mình làm cái nhân bánh trung thu nướng. Dạ. Cẩm nhân thập cẩm, bào ngư, vi cá và trứng muối nhé. Bây giờ cái này là mình cân, mình làm cái bánh 150g. Dạ. Cái này nhân á là 100g. Dạ. Nhưng vỏ nướng thì ít hơn là vỏ dẻo, đúng rồi. Nhân là 100g thì cái này mình cân khoảng 70. Dạ. 6-70 gì đó. Cho nên trứng muối với là bào ngư với vi cá một nữa là khoảng 100g vừa. Dạ. Rồi. Bây giờ mình em cho cái bào ngư, cái ngon nhất, em cho vô giữa đi. Ngư vô giữa. Rồi. Trứng muối nằm hai bên. Đắp lại đây. Đắp lại đi em. Hai bên nha. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ vi cá. Đây, em rải đây, rải dài ra. Dạ. Ở lúc mình cắt á thì ở vị trí nào cũng có hết. Dạ. Vi cá rải dài ra. Rồi, xong rồi em bọc nha. Bọc cái dây, bọc dây lại. Bọc lại cuộn tròn lại kìa. Cuộn tròn lại giống như mảnh, giống như cuộn của mình. Quá tròn.
đúng rồi, vừa vo vừa đẩy vô ha. Mình bọc bánh ha, bọc nhân nha. Dạ. Bánh này 150g cho nên có vỏ mình làm tương đối dễ, mình chắc mình không cần cán đâu. Đó. Mình làm nó ra xong rồi mình cứ đẩy, đẩy lên. Mình đẩy như này bánh dẻo ấy chị ha. Ừ, đúng rồi, mình cứ vuốt lên. Dạ. Trong thời gian chờ đóng bánh thì chị mở cái lò rồi, mở lò trước 15 phút ha. Dạ. Mình nướng hai lần. Lần đầu mình nướng khoảng 180 độ trong 10 phút, xong rồi mình cho bánh nghỉ. Mình quét trứng á để dạ. cho làm cái mặt bánh nó màu nó đẹp, cái là nó mượt nó bóng. Dạ. Quét trứng xong rồi mình nướng thêm 10 phút 180 độ nữa. Nếu mà mình quét á là mình dùng cái lòng đỏ luôn đúng không chị? Ừ. Chứ là chị mình pha lòng đỏ trứng là chị nói. Dạ. Lòng đỏ với là chị có pha phí sữa tươi. Wow. Thì em thấy là cái này nó rất là khó luôn. Em cứ đẩy từ từ lên dễ lắm. Ừ. Rồi bây giờ mình bỏ vô khuôn nhé. Khuôn rất đẹp nha. Ừ. Áo phí bột nó không cần áo nhiều bởi vì cái này nó cũng nó mướt rồi. Mình cứ đứng xuống. Cái nhân này là nhân thập cẩm, bào ngư, vi cá trứng muối. Tinh túy luôn đúng không? Tinh túy rồi. À cái này là nó có dầu nó là một tay nhấn bếp. Mình đếm khoảng 10 giây. Thả ra cho nó lên tự do là mình kéo ra nó dễ. À, lên thử coi ha. Đây, dạ. Coi ha. 1, 2. Wow. Đẹp chưa? Sắc nét quá ha. Ôi đẹp quá. Quá sắc nét. Có lá, có hoa cái luôn nha. Này là mai tứ quý. Mai tứ quý. Mai tứ quý ở khu nhà mình em thấy không? Đẹp mấy đó. Ông có trồng. Mai đó nó nở quanh năm. Mai bốn mùa đây. Đấy, dính cho nên là lúc mà à. em ứng á là em phải để áo bột thêm không? Dạ, em phải áo cái này là lúc mà mình làm xong cái nào là mình sẽ xếp đầy lò nướng. Cái khay là cái này tầm khoảng 8 cái gì hả? 1 2 3 4 8 đến 10 cái hoặc là 12 cái nhỏ. Mình sẽ đưa vào nướng liền trong vòng khoảng 30 phút với cô giáo. Hồi hộp quá. 1, 2, 3. Ui, đẹp quá, tuyệt vời. Tí nữa mình sẽ thay nhiều khu và nhiều hoa hoa khác nhau. Cái này cái đặc biệt á. Cái này là ba vị nhân á. Mình làm một khuôn thôi để tí nữa mình dễ nhớ. Em nhớ nha. Cái nào? Lâu ấy đúng không? Dạ, đây là lò nhân tiết tự. Vô nướng ha, nướng hai lần. Lần đầu mình nướng 180 độ đến 200 trong 12 phút. Ok chưa? Làm đi, đi. Màu hay không là trứng này chị ha, bếp đều nó bấm lên màu với là nó bóng cái trứng hay là cái mặt trứng bóng. Wow, cái này nướng thêm một lần nữa chị ha. Không, chị phải trở mặt, trở nướng mặt cho nó đều. Với là bánh mà mới nướng á là chưa đẹp đâu, em phải để đến chiều á nó lên màu á. Dạ. Nó đẹp lắm. Trở mặt thêm 2 phút nữa. Đây. Giờ hai chị em mình sẽ bỏ bánh dẻo vào. Bánh dẻo này là của mấy chị em mình làm.
để gửi tới những anh em tình thâm. Tình thâm nha. Tình thâm đừng thâm ngàn chúng em. Bánh nướng này thật ra đó là mình để khoảng một tuần là ăn là ngon nhất. Hoặc là nếu mà gấp thì ăn khoảng sau 2-3 ngày. Nhưng mà để tí nữa Thái để nguội là bắt đầu là lên cho anh em thưởng thức như thế nào. Với bánh bào ngư, bánh trung thu, bào ngư, vi cá, nhân thập cẩm. Với công thức của chị An, bếp nhà O vậy? An tôm, bếp O An tôm. Bếp O An tôm. An tôm. Tôn. Tôn. Tôn là tôn nữ ha, chứ không phải là tôm. Tôn. Dạ. An tôm. Đây, đây. An tôm. Bây giờ bánh nó nguội rồi á, mình quét mặt đi. Mình quét mặt đây. Bánh xong rồi. Đây đây. Nhờ mình bỏ hộp thôi chị Như ơi. Hai cái bánh. Hai cái bánh của chị Như đúc xuống hết. Để nguội vô đó mình sẽ bỏ một hộp như thế này. Bánh này là bánh gì? Bánh này là bánh trung thu vi cá nha. Bào ngư vi cá thập cẩm đặc biệt. Đây là thành quả của các anh chị em mình. Và cảm ơn chị. Và hộp bánh trung thu này là mình sẽ đưa lên mấy khứa trên kia. Ừ. Cảm ơn chị, phải cảm ơn chị để gỡ đến mấy khứa kia làm bánh trung thu ngon lắm nha. Dạ, nhưng mà đặc biệt là do bánh nướng cho nên Thái muốn ăn cái tròn vị ngon đó, chính là đợi vài tiếng nữa là để cho các anh ăn và cảm nhận. Còn mấy chị em mình thì hàng xóm lúc nào qua ăn cũng được. Và cảm ơn chị Như là các bạn, có hai bạn học trò của chị là đang sắp xếp để gửi tặng cho chị Như một hộp mang về mừng ngày trung thu. Cảm ơn chị An. Cảm ơn chị An nhiều. Cái bánh này mình nướng á, lúc mà mình mới nướng thì màu nó chưa đẹp đâu, mà em để đến chiều lúc mà mời mấy anh ăn là màu nó đẹp rồi đó. Dạ. Bánh dẻo ăn cũng ngon, còn cái này chiều ăn thì được, còn để ngày mai ngày mốt á thì cái vỏ bánh nó mềm thì ăn dạ. Ngon hơn. Dạ. Vì qua đây em cảm ơn và cũng chúc chị và gia đình một mùa trung thu ấm áp bên tình thân. Giờ tụi em sẽ đi chiến đấu mừng tươi tôm cà ri. Đó, bây giờ tụi em hơi gấp gáp. Rồi, chúc hai dạ. Em chiến thắng nha. Dạ. Giật dạ. Giải mang về nha. Chắc không giật nổi được chị. Thôi thôi thôi, đừng nói trùng gì. Hello. Xin chúc mừng các bạn đã thử thách xong hai trận. Thử thách bây giờ mình lên một cái thử thách đó là ăn bánh trung thu được không chứ? Đây là bốn anh. Cái này có hơi tài của em giờ nãy. Người quay cận này. Đây là em. Đây là những chiếc bánh mà em với chị Như làm hôm nay. Ồ. Cái này như hàng quán bán luôn hả? Xịn dưới ta. Đẹp quá. Hơi bị xịn đó nha. Hơi bị xịn đó nha. Bốn hương là bốn mùi khác nhau hả chị? Em cứ từ từ bánh em. Dẻo. Đây là bánh dẻo. Bánh dẻo con chim. Nhớ chim. Ồ, dẻo luôn. Không? Chưa. Đây nè, bánh dẻo. Bây giờ cái này nhân này mới đặc biệt nè. Thập cẩm. Không phải. Anh đoán nha. À, đúng rồi, anh đoán thử. Bào ngư vi cá. Sai. Còn thiếu là còn thiếu. Bào ngư vi cá. Có cẩm. Có cẩm vi cá. Có trứng muối. Okay. Ý là gạo muối là của đã tháng 7 đã qua rồi. Dạ. Nhưng mà em xin phép là giữ một cái dành cho anh chủ ở nơi đây. Dạ. Anh thức ở nhà nhiều lắm, nãy em làm tới 50 mấy cái. Anh mất đi tay ngủ rồi. Dạ. Đây, để dành tặng cho chủ quán. Chủ quán. Còn đây. Đây quán luôn. Trời chị làm mà em, chị với Thái làm. Ủa, chị với Thái làm mà. Thế chị mượn cái đĩa quá. Tại vì do tụi em làm mà đi hơi gắt nhỏ không sẽ ảo. Dạ, sang 15 á chị. Ảnh này làm lên bột không? Để em cắt cho thử nha. Cái đó là cái sao lên bột. Nướng á, nướng. Do quất trứng á. Cái này giờ cắt vô là mình thấy là bánh nó mềm rồi đó. Ừ. Cắt khóc tay ta nhầm. Cắt khóc tay. Lên 2 miếng, vô 2 miếng là xong. Kìa. Yeah, cái này mình giống kiểu như mình lấy vị thôi mọi người. Mình lấy vị thôi. Nhưng mà bánh có một khoảng có mấy tiếng thôi mà cứng ngon nhờ. Trứng muối, bào ngư, vi cá. Bào ngư cá nhà biển đúng không? Dạ đúng rồi, nếu mà bào ngư chỗ khác là... Đông được. Không bồ được. Bào ngư chỗ khác. Ok. Đó là bào ngư kìa. Đây. Rồi em mời mọi người thưởng thức nha. Bào ngư, vi cá. Bào ngư, thập cẩm á. Thôi em đã có một miếng bào ngư của chị ở nhà biển không em? Đó, thấy bào ngư, thấy à, miếng bánh dẻo. Ngoài cái này nha. Ủa cái này cái miếng bào ngư luôn đúng không anh? Đó, em ăn có sợi vi cá trong á.
ăn cho bổ xương bổ khớp, mai mốt đi thử thách em ạ. Anh Hùng, cái bánh dẻo này nè là cái chị mà hướng dẫn làm là có bán cái bột này cho chị em bé làm. Chỉ là mình dẻo đã rồi hả? Chỉ là mình bỏ vô trộn với nhau rồi mình ấy thôi. Chỉ làm sẵn trộn với nhau. Em xin phép giữ hai cái đây tặng chủ quán nha. Ok. Hôm nay thì mấy anh em mình có một thử thách nhỏ ăn cơm cà ri ở quán nào anh nhờ? Golden cà ri. Ở địa chỉ là số 8 xẹt 9 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1. Thì cả nhà có thể đến đây thưởng thức cơm cà ri. Quán Nhật mà ăn rất ngon và có thử thách là ăn 6 kg được phần thưởng à? 2 kg, 4 kg, 6, 8, 10 kg. Đây những phần thưởng là có tiền thật nha cả nhà nha. 6 kg là được thưởng 7 triệu nè. Thử thách 8 kg cà ri được 2 triệu tư hả? 2 triệu tư là cái dĩa cơm đó chị. Là tiền thưởng 14 triệu. Ừ. Wow. Ăn không hết mà mình trả 2 triệu tư á. Ngon quá. Ngon quá. Ngon luôn á. Bánh dẻo. Ngon ha. Rồi chắc giờ Thái cũng sẽ kết thúc video tại đây và bye bye, hẹn gặp lại mọi người vào clip sau nha. Bye bye. Bye bye. Mời mọi người xem quy trình làm mắm của nhà Thái nha. Đây là quy trình ban đầu. Thứ nhất là mình phải có cá cơm. Và mùa hè này về Thái vào cá cơm rất là nhiều. Nhưng mà để chọn những con cá thì phải có thêm những hạt muối. À, đây là muối của bé Thái. Thái sử dụng muối ở Vĩnh Hảo. Và đặc biệt đây là bộ cửa lấp nha cả nhà. Đây muối được hòa luyện với từng con cá, làm cho con cá thấm vào muối, muối thấm vào cá. Sau đó chúng sẽ bỏ vào hạt. Đấy, với bàn tay điêu luyện của người dân quê Thái, người dân làng chài xứ biển, thì cái con cá và muối cũng đã trộn vào nhau. Mình sẽ bỏ vào những cái lu hay được gọi là những cái hạt như thế này. Khi mà mình bỏ vào trong thì mình nhớ là bỏ đầy luôn nha cả nhà. Đấy, những con cá, những hạt muối như thế này được sử dụng ở quê hương Thái, rất là biết ơn quê hương mình đã tạo có về cá cơm, còn có cả muối nữa. Với bàn tay của người dân và hiện tại về Thái, nhà Thái cũng đang kinh doanh và sản xuất nước mắm. Cảm ơn với những với khách hàng đầu tiên và những với khách hàng luôn ủng hộ Thái những chai nước mắm không hóa chất, được làm bởi truyền thống và không có chất tạo màu, không có chất điều vị, hoàn toàn 100% là tự nhiên. Và hiện tại nước mắm nhà Thái có bán trên YouTube Thái Nhà Biển với số like là 0938 280121. Hy vọng mọi người sẽ luôn yêu quý. Và đây là những giọt nước mắm khi mà đủ gọi là từ 6 cho đến 1 năm tùy vào là đủ nắng hay không cả nhà. Đó, cái màu này là màu tự nhiên hoàn toàn cả nhà nha, hoàn toàn tự nhiên, mình không có bất kỳ cái chất nào mà vào lu mắm của mình hết. Và bên này là mắm cái, mắm cái hay được gọi là mắm nêm, về Thái thường dùng để là ăn bún mắm này hay là ăn gỏi cuốn này. Và hiện tại ăn với thịt luộc là một trong những món mà rất là ghiền ở xứ sở miền Trung, nhất là về Thái. Và đây là mắm mà Thái đã pha trộn giữa những cái khớp này, những lát chanh và đường được hòa nghiền với nhau. Và cái này mà chấm thịt luộc nữa thì Thái nghĩ nó rất là ngon. Nếu như cả nhà không biết ăn về mắm nêm thì cả nhà có thể mua mắm chấm, mắm nhĩ Thái Nhà Biển để ăn một bữa ăn vừa ngon, vừa sạch và vừa sức khỏe. Mua nước mắm thì alo Thái nha. Mắm nhĩ 140.000 một lít và mắm nêm 45.000 đồng một chai. Mọi người cứ alo Thái Nhà Biển nha.